Đấu phá thương khung phần 6 tập 33. Ở cuối tập trước, Tiêu Viêm đã thành công thăng lên bát phẩm luyện dược sư. Chưa nói đến mức độ thuần thục trong quá trình luyện thuốc, nhưng xét trên cấp độ thì đã ngang bằng với Dược Trần năm xưa. Vậy mới nói thiên phú của Tiêu Viêm kinh khủng tới mức nào. Sau khi thăng cấp thành công, thì Tiêu Viêm cũng dẫn theo Tưởng Nghiên và Hùng Chiến tiến về lối ra của đan giới. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Cửa ra của đan giới nằm ở địa vực tận cùng phương bắc, cách vạn dược sơn mạch khá xa. Cũng may có đầu điệu thú của Hùng Chiến hỗ trợ, với tốc độ của nó, trong vòng một ngày là có thể rời khỏi đan giới kịp thời hạn. Trên đường tới nơi tập kết, nhóm người Tiêu Viêm gặp không ít người đang vội vã tiến về phương bắc. Thấy nhóm Tiêu Viêm ngồi trên lưng cựu điểu mà bay đi, họ tỏ vẻ cực kỳ ngưỡng mộ. Sử dụng phương tiện này để di chuyển trong đan giới, quả thật là sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Dù sao ma thú trong đan giới này cũng rất mạnh mẽ, nếu đụng phải chúng cũng không dễ dàng thu thập. Theo quy định của vòng này, nếu trước giờ đan giới đóng cửa, những người dự thi nào không đến kịp sẽ mất đi tư cách dự thi. Họ chỉ còn cách chờ ở đó đến 2 ngày sau, sẽ có cường giả của đan tháp đi vào để đón ra. Vì thế, lúc này những người vẫn còn đang ở trong đan giới đều hết sức nhanh chóng tập kết tại cửa ra. Bay một ngày trên không trung, đến khi sắc trời gần tối thì nhóm của Tiêu Viêm cũng nhìn thấy một quảng trường bằng đá khổng lồ. Bên trong có không ít bóng đen lớn nhỏ. Đây là cửa ra của đan giới. Nhìn quảng trường khổng lồ phía xa, Tiêu Viêm thở vào, tâm trạng nôn nóng trong lòng cũng dịu xuống. Huyền điệu thú ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng, đôi cánh khổng lồ rung lên, mang theo cuồng phong nhắm hướng quảng trường kia lướt tới. Đột nhiên xuất hiện một đầu cự điểu làm cho không ít người đang ở trong quảng trường e ngại nhìn qua. Đối với ma thú trong đan giới, trong những ngày qua, bọn họ cũng hiểu rất rõ. Vì thế khi nhìn thấy cự điểu này, bọn họ cũng không dám kinh thường. Dưới ánh mắt soi mói của những người kia, cự điểu lượn vài vòng trên không trung, từ trên lưng nó, ba đạo thân ảnh lao xuống thoáng cái đã đặt chân trên mặt đất. Vừa hiện thân, ánh mắt của những người trên quảng trường đổ dồn về Tưởng Nghiên và Hùng Chiến, tỏ ra vẻ kinh nghi. Hai người một lớn một nhỏ này dường như mới xuất hiện chứ không phải là tham dự đan hội từ đầu. Đối với những ánh mắt này, ba người Tiêu Viêm cũng không để ý, liếc mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một hướng phía xa. Ở nơi đó có hai đạo thân ảnh quen thuộc. Ở phía xa, Tào Dĩnh trong bộ quần áo đen, thân thể đầy đặn nhưng cũng không kém phần mềm mại thướt tha. Khi nhìn rõ người xuất hiện là Tiêu Viêm, liền đảo mắt qua quét trên người của hắn vài lần, thấy không có gì bất thường thì cũng khe khẽ thở vào nhẹ nhõm. Bên cạnh Tào Dĩnh, Tống Thanh thấy thế không khỏi mấp máy môi, khuôn mặt vội làm ra một vẻ xấu hổ nói: "Cũng may là Tiêu Viêm huynh đệ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy ta cũng có thể yên tâm. Dĩnh nhi, lần đó lão giả kia âm thầm thi triển ám kình mạnh mẽ đẩy ta ra, nếu ta không phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bị ám kình đó giết chết." Nghe vậy Tào Dĩnh sóng mắt khẽ lưu chuyển, du hòa nói: "Tống sư huynh không cần tự trách, thời điểm đó nếu huynh lưu lại cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi, Dĩnh nhi nào dám trách." Tuy trên mặt của Tào Dĩnh hiện lên vẻ tươi cười, nhưng sâu trong ánh mắt của nàng cũng xẹt lên vẻ lạnh nhạt khinh ghét. Mặc dù hàng ngày nàng luôn tỏ ra là một người rất mạnh mẽ, nhưng đối với tình huống kia thì nàng vẫn là một nữ nhân yếu ớt. Lúc đó chỉ cần một tác động dù nhỏ bé cũng lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nàng. Quả thật, trong lòng nàng bây giờ, Tống Thanh đã bị ném vào sổ đen. Tống Thanh đương nhiên không biết những suy nghĩ kia của Tào Dĩnh nên cũng khẽ thở phào. Tiêu Viêm phía xa cũng đảo mắt qua thân thể xinh đẹp yêu kỳ của Tào Dĩnh, thấy hắn trông lại gương mặt quyến rũ động lòng người này còn có nở một nụ cười nhu hòa. Thấy Tào Dĩnh nhu hòa cười với mình, Tiêu Viêm cũng ngửa người. Yêu nữ này ngày thường cũng rất hay cười, nhưng đó là kiểu cười lãnh đạm, cao cao tại thượng, thế mà hôm nay lại cười với mình như vậy. Kiểu này có lẽ ngay cả Tống Thanh cũng chưa bao giờ được hưởng. Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp lễ. Đối với nàng, hắn không có chút địch ý. Dù sao thì nàng ta cũng rất có tiền đồ, tương lai có thể trở thành một trong những nhân vật quyền thế tại đan tháp. Quan hệ tốt với nàng một chút cũng không có gì bất lợi. Đang cười cùng Tào Dĩnh, ánh mắt của Tiêu Viêm chợt biến động, nhanh chóng liếc mắt nhìn quanh, sau đó dừng lại ở một nhân ảnh. Ánh mắt của hắn xạ ra từng đạo hàn quang. Mộ cốt lão nhân. Trong mắt của Tiêu Viêm lúc này chỉ có hình ảnh của một gã hắc y nhân đang ngồi khoanh chân. Rõ ràng đó là Mộ cốt lão nhân, kẻ đã từng đuổi giết hắn trong đan giới, về sau bị Hùng Chiến bức lui. Tiêu Viêm vừa hiện thân thì Mộ cốt lão nhân cũng đã phát hiện. Ánh mắt của hắn đã qua rồi dừng lại trên cơ thể lực lượng của Hùng Chiến, nhíu mày hừ lạnh. Thằng nhãi may mắn. Ánh mắt của Tiêu Viêm âm trầm nhìn Mộ cốt lão nhân, một lát sau mới từ từ thu hồi. Những tên hắc y nhân đi theo Mộ cốt lão nhân bây giờ cũng không thấy đâu. Nhưng Tiêu Viêm biết, nhất định bọn chúng ẩn thân dưới danh nghĩa của luyện dược sư để tham gia đan hội. Xem ra, lão già này cũng nhắm đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bàn tay của Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn xung quanh, hắn cũng phát hiện có không ít cường giả, nhìn qua cũng biết đó là những người của thế hệ trước. Sức hấp dẫn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng thật lớn, để có nó, những cường giả lớp trước cũng bất kể mặt mũi mà tham gia tranh giành. Tiêu Viêm trong lòng than nhẹ, không hổ là đan hội, muốn cùng với những người này tranh tài, nếu không có bản lãnh xuất chúng thì chỉ sợ không có hy vọng. Cái cô nàng đan thần của đan gia kia cũng đến rồi, xem ra cũng không phải là kẻ tầm thường. Ánh mắt Tiêu Viêm di động rồi dừng lại ở vị trí đan thần đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối với cô gái có vẻ yếu ớt nhu nhược này, Tiêu Viêm cũng rất là coi trọng. Qua vài lần tiếp xúc với nàng, hắn cũng không thấy có điểm gì quá nổi bật. Nhưng giờ đây, khi lực lượng linh hồn của hắn đã tiến vào linh cảnh mà không thể phát hiện ra trình độ của đan thần, vừa mới quan sát, hắn hốt hoảng phát hiện thấy từ cô gái này có một loại lực hấp dẫn kỳ dị phát ra. Loại hấp dẫn này không thu hút đấu khí mà chuyên môn hấp linh hồn. Ngày đó, khi tiếp xúc với nàng cũng đã gặp phải lực hút quỷ dị kia, chắc cũng là vì nguyên nhân này. Thể chất của nàng hẳn là có chút đặc thù, lực lượng linh hồn rất là cường đại, nhưng ngược lại, lực lượng thân thể lại quá yếu ớt. Tiêu Viêm cẩn thận suy nghĩ đánh giá, chợt nhận ra thế gian này cái gì cũng có thể có.
từ thể chất ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên đến đồng tử kỳ dị của Thanh Lân. Tất cả tồn tại đều có lý do của nó, cũng không phải là đèn cạn dầu. Tiêu Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, đến bây giờ hắn cũng có thể nhận ra được đàn hội lần này sẽ kịch liệt nhất từ trước đến nay. Theo thời gian trôi đi, trên quảng trường rộng lớn lại có thêm nhiều người tụ tập. Đại đa số những người về được tới đây đều không phải là những kẻ yếu. Cũng đúng, có thể vững vàng vượt qua những thử thách trong đàn giới, chẳng lẽ lại không có chút bản lãnh nào? Đang lúc chờ đợi, ánh mắt của Tiêu Viêm chợt hướng một vị trí khá rộng trong quảng trường. Không gian tại đó có chút vặn vẹo, rồi từ đó bước ra một lão giả mang trang phục của đan tháp. Lão giả này có khuôn mặt nhăn nheo, tay cầm quải trượng, trên ngực có một cái huy hiệu của đan tháp màu tím rực rỡ. Một trong 8 vị trưởng lão của đan tháp nhìn thấy huy hiệu đặc thù này, không ít người trong quảng trường bật thốt lên. Lão giả chống gậy cũng không để ý tới những âm thanh hỗn loạn trong quảng trường, mắt vẫn nhắm như lão tăng nhập định. Một lúc lâu mới từ từ mở ra, thản nhiên nhìn quanh rồi nói: "Đã đến giờ, các người đem những dược liệu mà nhiệm vụ yêu cầu giao cho lão phu, sau đó đi ra ngoài để tham gia vòng thi thí cuối cùng." Lời nói vừa dứt, lão vung gậy trúc điểm nhẹ một cái vào không gian vằn vẹo kia, từ đó một thông đạo đen nhánh dần dần xuất hiện. Nghe lão giả nói vậy, không ít những người trong quảng trường biến đổi sắc mặt có vẻ suy sụp, hiển nhiên bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngay sau đó, một gã trung niên sắc mặt lạnh lùng tiến tới, mang danh sách và các dược liệu tương ứng trình lên. Sau khi một hồi cẩn thận kiểm tra, lão giả khẽ gật đầu, trung niên nam tử kia mới bước chân vào thông đạo không gian rồi biến mất trong đó. Có người đầu tiên xuất hiện, những người còn lại cũng lục tục tiến lên trả nhiệm vụ rồi thuận lợi biến mất trong thông đạo không gian. Tất nhiên cũng có một vài người chưa hoàn thành nhiệm vụ, cố ý nộp lên những dược liệu không đúng yêu cầu. Tuy nhiên, khi vừa mới đưa dược liệu ra thì đã bị lão giả kia một gậy đánh văng ra xa, bụi đất đầy mặt. Thấy nhóm người của Tào Dĩnh cũng đã biến mất trong thông đạo, Tiêu Viêm quay lại nhìn Tự Nhiên nói: "Ta cũng phải đi rồi, chờ khi ra ngoài sẽ gặp lại." "Ừ." Tự Nhiên vui vẻ gật đầu, Tiêu Viêm cười cười sửa sang lại áo bào rồi trong ánh mắt hâm mộ của những người còn lại bước nhanh tới chỗ lão giả. Sau khi lấy ra danh sách cùng dược liệu, lão giả kiểm tra xong rồi tùy ý liếc mắt nhìn hắn khẽ gật đầu nói: "Vào đi." Tiêu Viêm cùng kính ôm quyền với lão giả rồi bước tới thông đạo đen nhánh kia, khẽ hít sâu một hơi rồi tiến vào. Rốt cuộc cũng đã tiến tới gần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thêm một bước. Đây là một quảng trường có quy mô hoành tráng, làm cho người ta rung động khi nhìn vào. Xung quanh nó là một biển người chen chúc không thấy điểm cuối, phát ra âm thanh ầm ầm như là sấm dội rung trời, tựa như là tiếng rít gào điên cuồng của cự long vang dội mãi không ngớt. Dưới ảnh hưởng của sóng âm thanh này, những đám mây cao tít trên tầng không cũng tựa hồ như bị đánh tan ra thành từng mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Giữa không trung của quảng trường có một bình đài khổng lồ được xây dựng từ đá cứng lơ lửng, nó cũng chính là tiêu điểm nơi ánh mắt toàn trường dồn vào, cũng chính là nơi diễn ra trận giao phong cuối cùng của đàn hội lần này. Trải qua mấy ngày mê man chìm đắm trong không khí của đàn hội, hôm nay không thể nghi ngờ chính là ngày làm cho sự cuồng nhiệt của mọi người lên đến đỉnh điểm. Thời khắc này là lúc đàn giới được mở ra, chỉ có những luyện dược sư tiến từ bên trong mới có đủ tư cách tiếp tục thi thố tài nghệ ở đàn hội lần này. Bầu không khí tăng trường lúc này đã sôi sục đến cực độ. Vô số ánh mắt nhìn như là đóng đinh vào cánh cửa cực lớn bằng nham thạch đen bóng giữa bình đài. Bên trong, không gian dao động mạnh mẽ vặn vẹo thành những hình dáng quái lạ. Đây chính là nơi duy nhất để ra khỏi đàn giới. Không còn lâu nữa, những nhân vật phong vân trong cuộc thi này sẽ ra từ đây. Trên mỗi chỗ ngồi thật cao trong quảng trường, ánh mắt của Tiểu Y Tiên cũng như mọi người chăm chú nhìn vào cửa không gian khổng lồ kia, sắc mặt lộ ra vẻ căng thẳng khẩn trương. Mặc dù rất tin tưởng vào năng lực của Tiêu Viêm, nhưng đối với sự cạnh tranh thảm liệt trong đàn giới, nàng cũng biết được ít nhiều. Kha kha, không cần phải lo lắng quá mức. Trong thời gian này không ngừng có người dự thi bóp nát không gian thạch để ra ngoài. Nếu Tiêu Viêm đã ra thì tất nhiên sẽ tìm đến chúng ta. Diệp Trọng bên cạnh thấy thế cũng cố cười an ủi một câu, nhưng chợt mấy lời này có vẻ không ổn lại cười khang chửi lại. Với sự khôn khéo của Tiêu Viêm, muốn thông qua ải thứ hai này ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì. Đối với mấy câu an ủi của Diệp Trọng, Tiểu Y Tiên cũng không biết đáp sai cho phải, chỉ đành lắc đầu. Cô muốn nói gì thì Mỹ Mau lại nhanh chóng chuyển xuống giữa sân. Cánh cửa không gian khổng lồ nơi đó đột nhiên tràn ngập dao động kịch liệt rồi mở ra. Không gian chỉ dao động trong chốc lát, biển người đông ngút mắt nhất thời dấy lên từng tiếng hoan hô rung trời, vô số ánh mắt nóng bỏng thoáng cái đã dời đến cảnh cổng của không gian. Dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, không gian bên trong cửa lớn dao động càng ngày càng kịch liệt. Từng bóng người rốt cuộc cũng chậm rãi bước ra, đặt chân lên nền đá của quảng trường trong những tiếng hoan hô vang dội. Nhìn những người dự thi thành công đi ra này, trên khán đài như chợt vỡ òa thành những âm thanh cổ vũ đinh tai nhức óc. Có thể tiến đến giai đoạn này, trên cơ bản đã được tính là những luyện dược sư nổi bật trên toàn bộ đại lục rồi. Mặc dù hiện tại có bỏ cuộc, bọn họ cũng sẽ được những thế lực lớn mời chào làm thực khách. Theo sau những bóng người tiến ra ngày càng đông từ cửa lớn không gian, âm lượng của những tiếng hoan hô ngày càng tăng. Ngay cả quảng trường khổng lồ như thế dưới ảnh hưởng của sóng âm cũng dường như trở nên rung động nhẹ nhẹ. Nhìn kìa, cánh cửa không gian khổng lồ vẫn tiếp tục dao động. Chợt một dáng người xinh đẹp uyển chuyển dịu dàng, hấp dẫn động lòng người chậm rãi bước ra, sau đó hiện rõ dưới ánh mặt trời ấm áp. Nhất thời tiếng hoan hô trong tràng cũng đã tăng vọt đến đỉnh. Tào Dĩnh trong những năm gần đây, danh tiếng của nàng cực kỳ vang dội. Tất cả mọi người đều biết, ở lần đăng hội này nàng chính là người có triển vọng đoạt ngôi quán quân nhất. So sánh với Tào Dĩnh, hào quang của Tống Thanh cũng nhạt hơn rất nhiều. Dưới quang mang như vậy của yêu nữ, dù hắn cũng được xưng là thiên tài, nhưng trước sau gì cũng khó có thể so sánh với nàng ta được. Sau Tào Dĩnh vẫn còn có thêm rất nhiều bóng người đi ra, nhưng cho dù là đám người Tiểu Y Tiên có tìm đỏ mắt, cũng không hề thấy bóng dáng của Tiêu Viêm, nên khuôn mặt vẫn đang gượng cười liền thoáng qua biến hóa. Đôi tay ngọc cũng không nhịn được mà nắm chặt lại. Nếu Tiêu Viêm có chuyện gì ngoài ý muốn trong đàn giới, thật khó tưởng tượng được nàng sẽ điên cuồng đến mức độ nào.
Trong khi những nơi khác đều phát ra tiếng hoan hô rung trời, chỉ có khu vực này lại là hoàn toàn yên tĩnh. Ở thời điểm như hiện tại, dù là người chứng định như là Thiên Hỏa Tôn giả cũng không nhịn được mà khẽ cau mày. Những ngón tay vốn nhàn nhã đang vào nhau, giờ này không tự chủ được cũng đã nở lỏng ra. Chính vào trong lúc nhóm người Tiểu Y Tiên hoàn toàn trầm xuống, thì cánh cửa không gian cực lớn lại khẽ dao động. Một bóng người hơi gầy chậm rãi xuất hiện, cuối cùng cũng từ bên trong cánh cửa bước vào nền đá của quảng trường, là Tiêu Viêm đại ca. Nhìn thấy người này, trên mặt của Hương Lam nhất thời hiện lên vẻ kinh hỉ khó tả, vội vàng nói. Nghe vậy, trong lòng đám người của Tiểu Y Tiên cũng rung lên, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên đã thấy được một dáng người dị thường quen thuộc, ai nấy cũng đều lập tức thở vào nhẹ nhõm. Ha ha, ta đã nói rồi, lấy thực lực của Tiêu Viêm tiên sinh, làm sao lại không qua ải thứ hai này được cơ chứ? Lúc này tảng đá chịu nặng trong lòng của Diệp Trọng như được vứt bỏ, yên tâm cười lớn nói. Đang lúc mọi người xả hơi, Tiêu Viêm mới ra khỏi cửa không gian, chợt nhìn về hướng của bọn họ, gật đầu mỉm cười. Tên này nhìn thấy bộ dáng ung dung, khí định thần nhàn của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói. Đứng bên trong quảng trường, Tiêu Viêm quét mắt qua xung quanh một lượt, thấy cửa không gian không gần có người bước ra, trong mắt cũng không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Xem ra lượng người trong sân rộng này e rằng không ít hơn 1.000. Hắn trước giờ cũng không thể dự đoán được, trải qua hai đợt sàng lọc khắc khe như vậy mà cư nhiên lại có nhiều người có thể an toàn vượt qua như vậy. Lượng người tề tụ nơi đây, dù cho tổng số người tham gia đại hội luyện dược sư ở đế quốc Gia Mã năm đó cũng không thể sánh được. Đương nhiên, không chỉ có số lượng mà cả về chất lượng cũng khác nhau từ trời với vật. Trong sân này, chỉ cần tùy tiện xuất ra một người thì vẫn có khả năng dùng một tay mà đạt được quán quân của đan hội năm đó. Cứ theo dõi xung quanh một lát, đột nhiên tại chỗ cao nhất của quảng trường, nơi đó có một áp lực dù là Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh hãi. Cự đầu của đan tháp ư? Ánh mắt của Tiêu Viêm đảo nhanh qua ba thân ảnh, bất chợt sửng sốt một hồi, bởi hiện tại có một vị mỹ phụ xinh đẹp mặc sườn xám đang dùng ánh mắt như đóng đinh dán chặt lên người hắn. Mặc dù trước nay chưa bao giờ gặp qua vị mỹ phụ thần bí này, nhưng dựa theo chỗ ngồi thì hắn có thể đoán ngay được thân phận của nàng, lập tức trong lòng cũng rung mình. Những người như vậy hiện tại hắn không thể rơi vào được, chính vì thế nên hắn không dám nhìn lâu, liền dời mắt đi chỗ khác. Hắn chính là Tiêu Viêm, đệ tử Dược Trần. Mỹ phụ được vạn người ngước nhìn trên đài cao vẫn đang nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, đột nhiên nhẹ giọng nói. Khà khà, hắn chính là Tiêu Viêm. Huyền Không Tử đứng bên cạnh cười tủm tỉm ngược đầu, đảo mắt nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh dị hô khẽ một tiếng, mặt khác cũng truyền ra một tiếng nói nhỏ. Phát hiện ra rồi ư, linh hồn dao động của tiểu gia hỏa này tự hồ có điểm quái dị, có khả năng hắn đã tiến vào linh cảnh cảnh giới rồi. Mỹ phụ mỉm cười chậm rãi nói, đúng là có chút bộ dáng của linh cảnh thật. Lão nhân già ngăm đen bên cạnh, khuôn mặt có nét nghiêm khắc cũng gật gù liên tục, sắc mặt thoáng hiện chút kinh ngạc nói, lão già Dược Trần này có ánh mắt thật chuẩn, thật làm cho người khác hâm mộ. Nếu hắn thực sự tiến vào linh cảnh thì đang hội lần này, dù cho Tào Dĩnh hay là đang thần muốn thắng được hắn đều rất sẽ khó. Mỹ phụ cười nói. Huyền Không Tử cũng gật đầu liên tục như là gà mổ thóc. Lần trước khi gặp Tiêu Viêm thì hắn vẫn chưa mang đến cho lão một loại cảm giác như bây giờ. Hiển nhiên, sự biến hóa này có quan hệ rất lớn đối với hành trình của đan giới lần này. Ai cha, nghĩ muốn thắng lão già kia một lần thật sự cũng khó khăn đến vậy sao? Trong quảng trường, cánh cổng không gian dao động một thời gian khoảng nửa tiếng thì rốt cuộc cũng từ từ ngưng lại. Lập tức cánh cửa không gian rộng lớn này cũng lại một lần nữa khôi phục lại sự tĩnh lặng ban đầu. Đến khi cửa không gian đóng lại, quảng trường vốn dị thường xuyên náo lại lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tất cả mọi người đều biết, thời điểm kế tiếp mới đích thực là trọng điểm của đan hội lần này. Trên đài cao, Huyền Không Tử quét mắt nhìn qua toàn trường một lượt, khẽ hắng giọng một tiếng nhưng lại như vang vọng bên tai của từng người, làm cho ánh mắt của tất cả mọi người nơi đây đều dồn cả vào người lão. Trước tiên, chúc mừng mọi người còn có thể đứng ở nơi đây, các người đã thông qua lần tuyển chọn thứ hai. Nhưng các ngươi cũng nên biết, vòng tiếp sau đây mới là vòng quan trọng nhất của đan hội lần này. Ai có thể trụ lại đến phút cuối thì người đó chính là quán quân của đan hội lần này. Bãi đá trên bầu trời kia chính là vũ đài nơi các ngươi có thể tung hoành phô diễn tài nghệ. Hy vọng các ngươi có thể vượt qua tất cả, đạt được thời khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời. Vinh quang đang đợi các ngươi sáng tạo ra. Cuộc nói chuyện thì ngắn ngủi nhưng lại như kích vào kiếp nổ của quả bom hạt nhân. Đại hội long trọng nhất trong giới luyện dược. Vào giờ khắc này, rốt cuộc cũng đi đến cao trào. Đan hội cuối cùng cũng đã được thật sự bắt đầu. Nhìn quảng trường đang sôi sục, Huyền Không Tử cũng không khỏi mỉm cười. Bầu không khí thế này, nhìn khắp toàn bộ đại lục, chỉ e rằng cũng chỉ có tổ chức đan hội mà thôi. Tất cả người dự thi, lên đài, tỷ thí lần cuối này không có quy củ hạn chế nào. Hãy tận lực của các ngươi luyện chế ra đan dược mà các ngươi sở trường nhất đi. Nghe được âm thanh tuy già nua nhưng hữu lực của Huyền Không Tử vang vọng khắp nơi, phần đông người dự thi trong sân rộng đều sôi trào nhiệt huyết. Bọn họ nhìn nhau, sau đó trong sân trường vang lên từng tiếng nổ mạnh, ầm ầm. Từng bóng người đột nhiên lướt trên bình đài dữ dội, nhất thời khắp trời chỉ thấy đâu cũng là bóng người ùn ùn kéo tới, làm cho ánh dương ấm áp chiếu xuống mấy ngày nay cũng phải trở nên âm u mấy phần. Những bình đài trên bầu trời rất nhiều, tuy chứa rất nhiều thí sinh như vậy cũng không thành vấn đề. Bất quá, mặc dù tuyển thủ đã trải qua hai đợt sàng lọc, đã bị đào thải gần như đến 9/10, nhưng số người còn lại vẫn là một lực lượng cực kỳ không nhỏ. Hơn 1.000 người đồng thời bay lên cũng tạo thành quang cảnh tương đối hoành tráng. Lúc bóng người ùn ùn kéo lên, Tiêu Viêm cũng xen lẫn vào bên trong.
Hắn vẫn chưa xuất ruột chọn lấy thạch đài cho mình, mà những thân ảnh đang lướt đến kia, một ít đã tiến đến thêm rồi. Thậm chí có một số người đã xuất thủ vì muốn chọn cho mình một nơi ưng ý nhất. Tuy viêm vẫn trụ thân giữa không trung, đợi phần lớn những người này đã chọn được chỗ tốt cho mình, thì mới từ từ bước đi trong không trung, chậm rãi hạ xuống một thạch đài trên rìa bãi đá. Luyện chế đan dược cần hết sức chăm chú. Trong hầu hết các thạch đài ở mặt tiền bãi đá, cơ hồ đều đã bị chiếm lấy cả. Vạn nhất thời điểm luyện đan bị quấy rầy, thì đến lúc đó bọn họ muốn khóc lóc cũng không kịp. Tiêu viêm dừng lại ở một thạch đài diện tích cũng không lớn, chỉ ước chừng khoảng 2-3 trượng nhưng đủ để một mình hắn tự do hành động. Mà sau khi tìm được chỗ, giờ đây hắn cũng chỉ xếp bằng ngồi xuống rồi quét mắt nhìn bốn phía đoạn lướt qua bọn người Tào Dĩnh đang thần tống thanh ở phía xa. Ba người họ chỉ cách nhau một khoảng không xa. Với lại bọn họ cũng giống Tiêu viêm, vẫn chưa thèm ra tay hay là chiếm đoạt mấy bình đài thoạt nhìn bắt mắt rộng rãi ấy, mà đang lặng lẽ tìm kiếm một bình đài tĩnh lặng khác. Ánh mắt lần nữa đảo qua người của bọn họ, Tiêu viêm đột nhiên dừng lại tại một bình đài trôi nổi cách đó không xa. Chỗ đó có một bóng người màu đen đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Người này lại ẩn giấu khí tức chân thật sao? Tiêu viêm nhìn bóng đen kia chằm chằm rồi kẻ câu mày. Hiện giờ tuy đã không gặp qua một cốt lão nhân đang ở trong đan giới, nhưng thấy được phần quỷ dị của người này, mặc dù khí tức bình thường cũng tương tự như những người dự thi khác, nhưng cũng đã trải qua hơn bọn họ rất nhiều. Tiêu viêm liền nhận ra lão già này chính là một kình địch cực kỳ khó giải quyết. Một cốt lão nhân kia cũng là một luyện dược sư bát phẩm đến cấp bậc này, chỉ e rằng trong toàn bộ những người dự thi cũng không ai có tệ hơn được hắn. Từ đó chỉ cần vào được top 10 là có cơ hội đến hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa. Nhưng lão gia hỏa đó có lòng đố kỵ cực kỳ nặng nề, tất nhiên sẽ không muốn cho những người khác có dịp động thủ với hỏa diễm kia. Thêm nữa, hắn là người của hồn điện, nếu đạt được ngôi quán quân của đan hội, sau này lộ ra đan tháp cũng sẽ mất sạch mặt mũi. Sở dĩ nếu có cơ hội, lão già kia nhất định sẽ chọn ngay cách giành lấy ngôi quán quân đây. Khi ý niệm trong đầu của Tiêu Viêm đảo lộn lung tung, thì hỗn loạn trên trời cũng không vì thế mà ngừng lại. Tất cả những người dự thi cũng đều đã chọn được thạch đài của mình, sau đó bắt đầu lấy dụng cụ bày ra chuẩn bị luyện đan. Huyền Không Tử chậm rãi đã bắt một vòng quanh những thạch đài giữa không trung, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn lên sát trời, đoạn nhẹ phất tay áo, nhất thời một âm thanh như là tiếng chuông ngân vang vọng, chào dâng lên trong cả mảnh trời đất nơi đây. Thời điểm đã đến, chư vị mời xuất đỉnh luyện đan. Huyền Không Tử vừa dứt lời, cả mảnh không gian này chợt như động lại. Ngay sau đó, hàng loạt dược đỉnh ùng ùng hiện ra, cuối cùng nện mạnh lên nền đá của bình đài, tiếng kim thiết trầm thấp dội ra không ngừng vang đến cuối chân trời. Nhìn đám dược đỉnh ngồn ngộn này, trên sân rộng cũng chợt vang lên một tiếng ồ kinh ngạc. Chỉ sợ rằng toàn bộ khán giả ở nơi đây mới lần đầu tiên thấy được nhiều loại dược đỉnh có phẩm chất cao đẹp như vậy xuất hiện. Sau khi hầu hết luyện dược sư triệu hồi ra dược đỉnh, trên bầu trời bỗng chợt vang lên từng tiếng phốc 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 liên tiếp. Nhất thời các loại hỏa diễm đủ mọi màu sắc liền bốc lên. Từ xa nhìn lại giống như là pháo hoa chiếu sáng làm cho mảnh trời đất nơi đây huyễn lệ dị thường. Tiêu viêm im lặng ngồi xếp bằng trên thềm đá vẫn chưa xuất ruột động thủ ngay, ngược lại nhắm mắt cảm nhận và điều chỉnh suy nghĩ trong đầu. Đan hội lần này, đan dược hắn dự tính luyện chế tự nhiên là sinh cốt dung huyết đan mà hắn đã sớm chuẩn bị tài liệu. Đan dược này được xếp hạng thất phẩm đỉnh phong, thậm chí nếu khi luyện chế hoàn toàn thuận lợi mà nói, thì hoàn toàn có thể tiến vào bát phẩm. Lại nói, nó được coi như là một loại đan dược cực kỳ cao cấp. Nếu có thể luyện ra, hắn hẳn là có khả năng cùng quần hùng tranh ngôi đầu. Tiêu viêm nhắm mắt trầm tư, đám người Tào Dĩnh cũng chưa lập tức ra tay, cũng đều nhắm mắt dưỡng thần thật tốt. Một hồi lâu sau mới từ từ lấy dược đỉnh ra. Sau khi Tào Dĩnh triệu hồi dược đỉnh ra trước mặt mọi người, thì cong ngón tay búng ra, một luồng lửa đỏ rực nóng rực mang khí thế sắc nhọn như đâm vào mắt của mọi người chậm rãi bốc lên rồi phóng thẳng vào trong không trung. Ngọn lửa này khi hiện ra chỉ là tuyền một màu đỏ tươi, thậm chí khi nhìn kỹ còn thấy màu đỏ hơn cả máu. Lúc nó bốc lên, mơ hồ thấy được bên trong có một cái bóng thật nhỏ tựa như là hỏa diễm linh tinh đang nhảy múa không ngừng bay vút lên cao. Khi ngọn lửa này mới xuất hiện, những ngọn lửa trong bát dược đỉnh xung quanh liền bỗng nhiên dao động một hồi, như là bộ dạng trẻ con sợ hãi bốn tè ra quần vậy. Chuyện này làm cho bọn chủ nhân phải bận rộn ngân thần khống chế rồi mới quay sang nhìn Tào Dĩnh bằng ánh mắt khiếp sợ. Đây là huyết yêu diễm hỏa. Cơn dao động đột nhiên xuất hiện cũng làm cho Tiêu Viêm chú ý. Hắn chuyển mắt nhìn ngọn lửa đỏ như máu trong lòng bàn tay của Tào Dĩnh, trong lòng cũng hơi nao nao, ngay cả ánh mắt cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái gọi là huyết yêu diễm hỏa không phải là do hỏa diễm thật sự tạo nên, mà cần phải gom đủ máu của 1000 loại ma thú thuộc tính hỏa, sau đó đem tất cả các loại máu của 1000 loại hỏa thú này khi còn đủ khí tức hùng mạnh dung hợp và ngưng luyện một chỗ, cuối cùng mượn năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ lại thành hình dáng ngọn lửa như bây giờ. Uy lực của huyết yêu diễm hỏa quả thật không nhỏ, nhưng phương pháp chế luyện nó lại quá hà khắc. Nếu không có tài lực dồi dào duy trì, quả thật không có cách nào thu được đầy đủ máu huyết của cả ngàn loại ma thú hỏa vệ. Tào gia kia quả thật giàu nước đổ đổ vách, chỉ vì tài bồi cho Tào Dĩnh mà ngay cả huyết yêu diễm hỏa cũng đã xuất ra ngoài. Tiêu viêm âm thầm thở dài, có huyết yêu diễm hỏa, Tào Dĩnh tự nhiên là hộ thêm cánh, xác suất luyện chế đang dược thành công cũng tăng lên rất nhiều. Kể Tào Dĩnh, Tống Thanh và Đan Thần cách đó không xa cũng triệu ngọn lửa của bản thân ra. Hỏa diễm của hai người họ mặc dù cũng là thủ hỏa mạnh mẽ, dù so ra thì kém huyết yêu diễm hỏa nhưng cũng là hàng khủng dẫn đầu các loại thủ hỏa, xem như là lợi khí luyện đan. Cũng đúng vào lúc này, ngay khi ánh mắt của Tiêu Viêm vừa trở về thì một cơn nóng dị thường, hơn nữa dao động rất quen thuộc với hắn đột nhiên truyền tới. Hắn cay tích mắt quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một cốt lão kia cũng đang nắm chặt tay, rồi thả ra một ngọn lửa màu xanh đậm, Hải Tâm Diễm, bốc lên sau đó hóa thành một con hỏa xà bay lượn quanh thân mình hắn. Hải Tâm Diễm vừa xuất hiện, những luyện dược sư đứng gần một cốt lão nhân liền kịch liệt biến sắc, bởi ngọn lửa trong dược đỉnh của bọn họ giờ này sao động mãnh liệt, sau đó đột nhiên nổ mạnh, đùng đùng, trong đó rồi tung ra ngoài, tạo thành những ngọn kình phong trực tiếp chấn mạnh mấy người trên thềm đá, làm cho họ không kịp trở tay. Dị hỏa.
Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số ánh mắt trên sân rộng nhất thời hướng tới đây nhanh như đạn bắn. Từng tiếng hô kinh hãi liên tiếp vang dội bầu trời. Đây chính là dị hỏa mà bọn họ đã từng chứng kiến trong những lần đang hội trước. Đối với máy luyện dự sư bị thiệt thòi chịu cảnh cá chậu chim lòng, khóe miệng của mộ cốt lão quái cũng nhếch lên một nụ cười lạnh. Mà Hải Tâm Diễm cũng vần vũ quanh thân của hắn không ngừng. Dưới cả vạn loại hỏa diễm tựa như là bậc đế vương, mà Hải Tâm Diễm biến thành hỏa xà xoay tròn quanh thân thể mộ cốt lão quái cũng làm cho người khác cảm giác như đang muốn diêu võ dương oai. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mộ cốt lão quái đang nhếch môi cười lạnh, trên mặt cũng hiện ý cười, nhẹ nắm tay lại. Một ngọn lửa xanh biếc đột nhiên nhanh chóng rút ra, rồi hóa thành một con rồng lửa, liền hướng tới Hải Tâm Diễm phía xa phát ra một âm thanh rít gào kỳ dị. Khi lưu ly liên tâm hỏa rống gào, Hải Tâm Diễm đang xoay quanh mộ cốt lão quái nhất thời như là bị kìm hãm, chợt dưới vô số ánh mắt quan sát tựa hồ như đang chạy chỗ chết, lướt vào trong lòng bàn tay của lão già hỏa. Nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn này, trong quảng trường liền vang lên những tiếng âm thanh ồn ào, những ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ đều nhìn về phía ngọn lửa hình hỏa long xanh biếc bay ra từ cơ thể của Tiêu Viêm. Ngọn lửa này không hề e ngại dị hỏa của đối phương, hiển nhiên đó cũng là một loại dị hỏa. Hơn nữa, xếp hạng của nó chỉ sợ hơn còn xa lam sắc hỏa diễm của một cốt lão nhân. Hỏa long xanh biếc rít gào nhắm về phía mộ cốt lão nhân, bởi vậy những luyện dư sư khác không bị ảnh hưởng nhiều. Bất quá bọn họ cảm nhận được đang dường trong đỉnh bị âm thanh rít gào ảnh hưởng, cho nên bạo động hơn rất nhiều, lập tức sắc mặt khẽ biến. Nhưng đối với loại dị hỏa thân là vạn hỏa tôn sư này, họ cũng không có biện pháp nào. Trên đài cao, đám người Huyền Không Tử cũng lộ ra một ánh mắt kinh hãi khi nhìn thấy Tiêu Viêm xuất ra hỏa long xanh biếc này. Một lát sau, nhíu mày phỏng đoán, nếu ta đoán không sai, dị hỏa của Hắc Y nhân kia là Hải Tâm Diễm xếp thứ 15, nhưng dị hỏa xanh biếc của Tiêu Viêm so với Hải Tâm Diễm kia càng thêm kinh khủng. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy có chút xa lạ? Có gì đó không đúng, trong 10 loại dị hỏa đứng đầu thì loại thứ 5 tuy nhìn gần giống như thế này, nhưng xem xét cẩn thận thì lại thấy được khác biệt rất lớn. Mỹ Khụ khẽ gật đầu, chợt kinh ngạc nói, chẳng lẽ tên nhóc này lại tìm ra một loại dị hỏa mới? Thiên địa mênh mông, có vô số điều kỳ diệu, dị hỏa lại là càng huyền diệu dị thường. Dị hỏa bản tuy nói rất đáng tin nhiệm, nhưng cũng không thể nói chắc chắn thế gian này chỉ có những loại dị hỏa đó. Bởi vậy Mỹ Khụ Khi mới nghĩ như vậy. Không rõ lắm, nhưng ngọn lửa xanh biếc kia làm cho ta nhận ra có một chút mùi vị của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhưng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa còn kém Hải Tâm Diễm một chút, sao có thể làm cho Hải Tâm Diễm phải e ngại? Lão giả da ngăm đen cũng lộ ra vẻ mặt trầm giọng nói. Ha ha, xem ra tên dốc này giấu không ít bí mật, đăng hội lần này càng lúc càng thú vị. Dị hỏa chi chiến cũng là nhiều năm chưa xuất hiện. Huyền Không Tử cười nhẹ, cũng không suy xét thêm. Nghe vậy Mỹ Phụ cùng lão giả ngăm đen cũng chậm rãi gật đầu. Một cốt lão nhân liếc mắt nhìn lam sắc hỏa diễm trốn về trong tay mình, rồi lại lạnh lạnh nhìn về phía Tiêu Viêm, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng thu hồi ánh mắt, còng ngón tay búng ra một luồng hỏa diễm vào bên trong đỉnh. Giờ hắn cũng không có thời gian để ý đến Tiêu Viêm, sau khi nhiệm vụ hoàn thành hắn sẽ chăm sóc tên nhãi con đáng ghét này. Áp chế nhuệ khí của một cốt lão như một ven, Tiêu Viêm cười nhạt, cũng thu hồi lại ánh mắt giơ tay lên. Vạn thú đỉnh màu xích hồng liền hiện ra trước mặt, vẫy nhẹ tay áo, hỏa long giữa không trung liền chui thẳng vào trong dược đỉnh. Hỏa diễm hừng hực làm cho dược đỉnh lạnh như băng bắt đầu ấm lên. Đợi thuốc trong đỉnh nhiệt độ cao dần, bàn tay của Tiêu Viêm vẫy qua hư không, một cốc dược liệu từ trong nạp giới bay vút ra, cuối cùng trôi nổi xung quanh thạch đài. Nhìn sơ sơ cũng thấy ít nhất 100 loại dược liệu. Loại sinh cốt dùng huyết đan này đòi hỏi trình độ luyện chế phải cực kỳ cao, nếu người nào khống chế được linh hồn không tốt. Có lẽ chỉ nhìn nhiều dược liệu như vậy thôi cũng đã choáng váng đầu óc, chứ đừng nói đến còn phải dùng một phương pháp tinh chuẩn đến đáng sợ để luyện chế ra nó. Sau khi lấy phụ liệu ra, bàn tay của Tiêu Viêm khẽ động, ba cái hộp ngọc liền xuất hiện, nhẹ nhàng trôi nổi trước mặt. Trong hộp ngọc chính là ba loại dược liệu chính là luyện chế sinh cốt dung huyết đan. Quá trình chuẩn bị xong hết, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng dần nghiêm túc. Cho đến nay, sinh cốt dung huyết đan chính là đan dược cao cấp nhất mà hắn luyện chế, cũng là loại khó khăn nhất, chỉ cần sơ suất dù chỉ một chút, kết cục sẽ rất thê thảm. Dù sao luyện loại đan dược này có thể gặp phải tình huống rơi từ thiên đường xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Trong đại não, phương pháp luyện chế sinh cốt dung huyết đan giống như là nước chảy xuôi qua, những chú ý rất nhỏ cũng đều được Tiêu Viêm nắm chặt chẽ. Thở ra một hơi thật sâu, đôi mắt đang híp lại của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, trong mắt đen xẹt ra tia sắc bén, tay áo vung mạnh lên, những dược liệu đang bay xung quanh kia liền phân ra vài cây bay vào trong đỉnh. Dược liệu vừa vào đỉnh, nhiệt độ kinh khủng của lưu ly liên tâm hỏa liền nhanh chóng hiểu rũ, được lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm khống chế, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi đã được tinh luyện thành thuốc bột tinh khiết. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, bằng tốc độ nhanh nhất để luyện ra nhóm thuốc bột tinh khiết đầu tiên, bàn tay liên tiếp vung lên, các loại dược liệu không ngừng tiến vào dược đỉnh. Số dược liệu có nhiều và phức tạp ra sao cũng không làm cho Tiêu Viêm bối rối. Ưu điểm khi tiến vào bát phẩm luyện dược sư cũng bắt đầu hiển lộ ra. Tiêu Viêm có thể cảm giác cực kỳ rõ ràng khi tinh luyện dược liệu. Hiện tại hắn chỉ cần vừa nghĩ trong lòng thì ngọn lửa sẽ tùy ý thay đổi theo, giúp cho dược liệu sẽ đạt được tới mức độ tinh thuần nhất. Làm cho Tiêu Viêm cảm thấy vui mừng nhất chính là trong quá trình luyện dược có mơ hồ pha thêm một chút tinh linh khí mỏng manh. Loại linh khí này tuy rất nhạt nhưng có thể tinh luyện ra thuốc bột phẩm chất cao hơn không ít. Bác phẩm luyện dược sư quả nhiên bất phàm. Nhận thấy được điểm này, trong lòng của Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà xẹt qua một tia vui mừng. Không nên xem thường việc pha trộn thêm một tia linh khí vào dược liệu này. Sử dụng loại dược liệu này để luyện chế đan dược, phẩm chất tuyệt đối cao hơn đan dược mà thất phẩm luyện dược sư luyện chế ra. Với tốc độ tinh luyện nhanh chóng của Tiêu Viêm, 1/3 dược liệu trong vòng 1 giờ đã hóa thành thuốc bột hoặc là nước thuốc cần thiết. Tinh luyện nhiều dược liệu như vậy, nhưng sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn trầm ổn như trước. Khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lại nhìn sang ba cái hộp ngọc, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Dược liệu khác có thể thoải mái tiêu xài, nhưng ba loại dược liệu trọng yếu này thì phải cẩn thận hơn.
búng tay nhẹ một cái, một hộp ngọc mở nắp, lộ ra một đoạn cây khô xanh biếc, từ trong đó không ngừng thẩm thấu ra sinh cơ nồng đậm. Thứ này đúng là một trong ba dược liệu quan trọng để luyện chế sinh cốt dung huyết đan, thanh linh đan vạn năm. Nhìn một đoạn cây khô này, Tiêu Viêm hơi ngập ngừng, liền vung tay ném vào trong dược đỉnh, sau đó vội ngưng thần khống chế nhiệt độ hỏa diễm. Trong dược đỉnh, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt thanh linh đan vạn năm có vẻ yếu ớt. Nhưng dù bên trong cực nóng cũng không có chút biến hóa nào, phải cẩn thận xem xét mới thấy trong gốc cây mơ hồ có ánh huỳnh quang lấp lánh, dưới nhiệt độ cực nóng dần dần tan ra. Hết thảy thiên địa linh vật đều cũng có công năng tự bảo vệ, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là một loại giằng co trực tiếp, phải kiên trì tới cùng, sớm hay muộn cũng có thể đem đoạn cốc thanh linh đằng vạn năm này hoàn toàn luyện hóa. Vẫn duy trì nhiệt độ hỏa diễm, đôi mắt của Tiêu Viêm khép hờ lại, muốn luyện hóa gốc thanh linh đằng này sợ rằng cần không ít thời gian. Đương nhiên, sự thật đúng như Tiêu Viêm tính, luyện hóa mất gần nửa ngày, thanh linh đằng này mới từ từ vỡ tan, từng giọt dịch màu xanh biếc trong gốc cây như ẩn như hiện. Sau khi mặt ngoài của thanh linh đằng vạn năm này vỡ tan, công việc kế tiếp trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tiêu Viêm chỉ tiếp tục 1 giờ thì thanh linh đằng triệt để hóa thành dòng chất lỏng xanh biếc trôi nổi trên ngọn lửa, mấp máy như có sinh mệnh vậy. Nhìn thanh linh đằng vạn năm biến thành chất lỏng xanh biếc, Tiêu Viêm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay chợt vung lên. Rất nhiều thuốc bột cho đến nước thuốc kia lơ lửng tại trong cốc dược đỉnh nước ra, sau khi hắn cẩn thận khống chế, đều nhảy vào trong chất lỏng màu xanh biếc, bước đầu tiên dung hợp. Tiêu Viêm làm khá hoàn hảo, ước chừng khoảng 1 giờ sau, một đoàn chất nhầy nhầy kinh thù kỳ dị liền trôi đổi phía trên hỏa diễm xanh biếc, bước đầu xem như thành công hoàn mỹ. Đối với việc này, cho dù là bản thân của Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng hiểu được, có thể đạt được tới mức này, hơn phân nửa là bởi vì linh hồn của hắn tiến vào linh cảnh, bằng không đổi lại dĩ vãng, hắn mặc dù có thể thành công cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hoàn thành bước đầu, Tiêu Viêm nghỉ ngơi hồi phục, lại lần nữa chăm chú tinh thần vào trong việc luyện chế phần sau còn rườm rà hơn thế. Trên bầu trời, trong bãi đá lơ lửng, sắc mặt của tất cả những người dự thi đều ngưng trọng khống chế hỏa diễm, luyện chế riêng rẽ đang dược bên trong dược đỉnh. Cả phiến không gian quanh quảng trường đều có chút im lặng, vô số ánh mắt đều hội tụ vào các thân ảnh đang bận rộn trên bầu trời. Bọn họ đang chờ đợi ngày cuối cùng, bởi vì đó chính là thời điểm quan trọng nhất của đan hội, thời điểm mà quán quân xuất hiện. Chờ đợi mặc dù buồn tẻ, nhưng lúc đó có lẽ là thời khắc đặc sắc nhất trong cuộc đời, rất đáng giá. Mà dưới vô số đạo ánh mắt chăm chú xen lẫn chờ mong, thời gian lặng lẽ trôi đi như là một cái chớp mắt, 5 ngày đã qua đi. Trong ngày này, trên bầu trời nơi luyện chế đan dược có vẻ tĩnh lặng, nhưng ngẫu nhiên cũng có âm thanh trầm thấp truyền ra, nguyên nhân là do luyện đan đã xảy ra vấn đề, gây ra tiếng nổ trong đỉnh. Trong thời gian 5 ngày cũng có một phần nhỏ luyện dược sư luyện chế thành công, tuy nhiên khi đan dược luyện chế ra, bọn họ liền hiểu được lần tham dự này cũng chấm dứt ở đây rồi, vì trong quá trình luyện chế, đan dược cấp bậc càng cao thì cần thời gian càng nhiều, mà bọn họ căn bản chỉ là vật lót đường cho những người khác. Ánh mắt toàn trường cũng không dừng lại trên một số người đã thành công luyện chế đan dược, ngược lại, hầu hết tầm mắt đều đặt chú ý trên người của Tào Dĩnh, Tống Thanh cho đến một số luyện dược sư có chút danh tiếng. Bọn họ biết rằng trận đấu của những người này mới là màn đặc sắc nhất của đan hội. Trong 5 ngày này, Tiêu Viêm cũng thất thủ một lần, đó là tại lần dung hợp Tuyết Cốt Tham, vì có một chút sai biệt cực kỳ nhỏ nên hắn đã quyết vứt bỏ nó tinh luyện lại một lần nữa. Nhưng cũng may mắn là tại lần dung hợp thứ hai, rốt cuộc cũng không xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Dù sao những dược liệu này Tiêu Viêm cũng chuẩn bị 2 phần, nếu thực sự thất bại thêm lần nữa, vậy hắn đành phải thay đổi phương pháp. Đến ngày thứ 5, khi mặt trời đã đến đỉnh đầu thì hai tròng mắt khép hờ của Tiêu Viêm cũng mở ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào bên trong dược đỉnh. Tại nơi ngọn lửa bốc lên, bên trong có ba khối hoặc là dược dịch hoặc là phấn bụi gì đó tồn tại. Ba loại đồ vật này mặc dù nhìn qua không có gì nổi bật, nhưng lại tràn ngập một loại dược lực tinh thuần nồng đậm làm cho người khác cảm thấy rung động. Ba loại đồ vật này là thành quả trong hơn 5 ngày của Tiêu Viêm, hiện giờ tinh luyện đã sắp thuận lợi hoàn thành. Việc tiếp theo hắn cần làm là lập tức đem ba thứ này hoàn mỹ dung hợp lại cùng một chỗ, đem nó nung khô thành đan dược ở hình thức ban đầu, cuối cùng là thành đan. Dung hợp là một bước khá quan trọng. Hơn nữa, dược liệu hiện giờ của Tiêu Viêm cũng không còn nhiều, vì vậy không thể dễ dàng thất bại, nếu không chỉ là tốn thời gian. Hơn nữa, đối với việc tiêu hao tinh lực cũng tương đối khủng bố, luyện chế cao giai đang dược bậc này cũng tương đối mệt nhọc, sao có thể kiên trì liên tục được. Đang cố gắng duy trì trạng thái của bản thân, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng nhanh chóng liếc về phía xa xa nơi mấy người Tào Dĩnh mộ cốt lão nhân đứng. Giờ phút này đám người đó có vẻ mặt cũng cực kỳ ngưng trọng khống chế hỏa diễm bên trong dược đỉnh, mơ hồ có dao động năng lượng nồng đậm từ bên trong khuếch tán ra. Dược đỉnh của bọn họ cũng không phải là bình thường, đem dao động của dược liệu che giấu đi hơn một nửa, bằng không có thể đoán ra một chút của bọn họ muốn luyện chế ra loại cao giai đan dược nào. Nhìn dáng vẻ chăm chú của đám người Tào Dĩnh, trong lòng của Tiêu Viêm cũng có chút tiếc nuối, thở dài một tiếng, chợt tâm thần nhanh chóng tập trung lại, hít sâu một hơi, không khí nóng bỏng tại mảnh thiên không này, ánh mắt ngưng trọng chuyển về phía bên trong dược đỉnh, tâm thần vừa động, lưu ly liên tâm hỏa lượn lờ bên trong đột nhiên thổi quét ra, đem ba loại nước thuốc tinh thuần vừa tinh luyện bao vây kín mít. Tới đây thì cũng tạm thời kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi, tập sau sẽ là phần kịch tính nhất của đại hội, các bạn đừng bỏ lỡ nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.